xuyên qua trong tiểu thuyết và trở thành chí tôn phản diện. Dị vực đại lục đã được tiết lộ, thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhao nhao xuất hiện để dựng lên cờ hiệu phe phản diện. Chí tôn phản diện cổ tiên trực tiếp đem Nhi Tử luyện hóa thành khôi lỗi, điều khiển cơ thể của hắn đi bắt nạt đám khí vận chí tử. Sau khi cổ tiên đến chỗ tận cùng vực sâu, lang thang vô định để tìm kiếm món báu vật lớn nhất ở dị giới. Vẫn chẳng có chút manh mối nào, nguyên tắc từng nhắc đến, Diệp Hạo đã nhận được một câu duyên lớn nhất ở đây. Hỗn thuận thanh liên tử, tại một chỗ bí cảnh, trong chiến trường thời viễn cổ, một cái hồ xanh tươi do rừng dây leo tạo thành hồ nước màu xanh lục. Tà đạo rời quá mức bao la, cho dù cổ tiên đã siêu hồn phách của vô số sinh linh bản địa, vẫn không có chút manh mối nào. Đạo huynh này, người đang tìm kiếm cái gì vậy? Về việc Thanh Nga Thánh Chủ đột nhiên xuất hiện, cổ tiên cũng không ngạc nhiên, bởi vì chuyện này hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Nếu muốn tự mình tìm được lối vào, đem hắn vứt bỏ một mình, rồi một mình độc hưởng cơ duyên, nhưng hiện nay chẳng có chút manh mối nào, chỉ có thể để hắn hỗ trợ, lúc đó còn phải chia cho hắn một phần. Thanh Nga đạo hữu, người cũng đi theo ta lâu như vậy, cuối cùng vẫn là không nhịn được xuất hiện sao? Ngươi không phải là một năm trước đã gợi ý ta nên theo ngươi mà? Ta chỉ cảm thấy ngươi hiện tại cần sự giúp đỡ của ta thôi. Ta lúc nào từng gợi ý ngươi chứ? Hiện tại đã xuất hiện ba cái khí vận chi tử, không chừng bí cảnh kia sẽ bị họ tìm ra trước. Tuy Thanh Nga Thánh Chủ là đối thủ cạnh tranh, nhưng nhân phẩm của hắn vẫn là còn tạm được, vẫn là lưu chuẩn bị ở sau thực tế một chút. Đã như vậy, ta chỉ cần phần cơ duyên lớn nhất, phần còn lại tất cả đều sẽ thuộc về ngươi, thế nào? Gia hỏa này ngay cả cơ duyên của hậu bối cũng đều cướp đoạt, không chừng hắn sẽ còn tính toán ta đó chứ. À, vậy lúc đó liệu ta có nên giả vờ cự tuyệt một chút không nhỉ? Thanh Nga, chẳng lẽ ngươi còn có gì lo lắng sao? Không, không có. Nhưng ta muốn biết phần còn lại của những cơ duyên kia có thể có ích cho ta hay không? Thân khí có đủ dùng hay không? Đủ dùng, xem ra cổ tiên đạo hữu đã biết được một cơ duyên vô cùng phi thường. Chỉ là may mắn thôi, quả nhiên ăn no bụng liền làm lòng người sung sướng mà. Thân khí liền có thể để hắn kích động như thế. Hê, nhất định phải để hắn ăn cái này. Nếu như hắn nổi lên ý đồ xấu, hi, thì đừng trách ta ăn cả người lẫn bảo vật. Muốn kích phát huyết thiên trận pháp cần một giọt hỗn huyết, và trong lòng nghĩ đến thông tin mà người muốn biết. Một giọt hỗn huyết tương đương với nửa mạng sống, nhưng cổ tiên chỉ do dự một chút liền giao một giọt hỗn huyết ra, bởi vì hắn biết khi chưa nhìn thấy món bảo vật đó, Thanh Nga Thánh Chủ cũng sẽ không dám làm bậy. Đạo huynh thật gan dạ, cần ta lập thiên đạo lời thế hay không? Không cần, Thanh Nga đạo hữu có một tâm hồn vô cùng to lớn, chắc chắn sẽ không hại ta. Cổ tiên đạo huynh đã tin tưởng ta như vậy, vậy trong tay người cái kia độc đan là chuyện gì vậy nhỉ? Có rõ ràng như vậy sao? Ta biết ngươi vẫn còn lo lắng, ta có thể uống độc đan của ngươi. Đợi hoàn thành công việc, ngươi lại cho ta thuốc giải là được. Cái này Thanh Nga Thánh Chủ lại biết điều như vậy sao? Có khi nào cô ta thèm thân thể của mình không vậy? Sống đến cả vạn tuổi rồi, ta còn có thể không biết đó là cái gì đan hay sao? Ta đều chủ động dâng lên cho hắn ăn, hắn thế mà còn chần chờ cái gì nữa? Thanh Nga đạo hữu, nhưng viên đan đó có liều lượng gấp 50 lần bình thường đấy. Làm sao, chẳng lẽ cổ tiên ngươi chỉ quan tâm đến tiểu cô nương liễu như yên 80 tuổi kia thôi sao? Không lẽ người phụ nữ này đã nhịn không được, muốn dùng ta lấp đầy lo sưởi của cô ta? Ngươi dám không? Ngươi cứ việc thi pháp đi, ta cam đoan ngày sau không nhắc tới một lời. Xem ra cô ả này đúng là thèm thân thể của mình mà. Hi. Vậy Thanh Nga muội muội cũng đừng trách ta ra chân quá mạnh. Vì thần châu đã bị đoạt mất thì chỉ còn chờ đợi sự ra đời của thế giới thụ mầm non thôi. Khôn ca, hãy uống một ngụm rượu béo và ngủ đi. Đừng đến quấy rầy ta, ta đang cảm nhận sự hạnh phúc. Vậy ta sẽ thổi cho Khôn ca nghe một khúc nhạc êm dịu. Mê mông, đừng làm nhảm nữa. Nếu ngươi muốn khiến tiểu sư muội trở về, thì hãy yên lặng đứng bên cạnh ta đi. Khôn ca, ngươi không thể lừa ta được đó nha. Ôi, Lâm ca ca, vận khí của ngươi thật là may mắn mà. Ngay cả những thanh cực phẩm tiên kiếm, thế mà tự nguyện nhỏ máu để nhận ngươi làm chủ nhân. Ha. Ngã Phật từ bi, thanh kiếm này sẽ mang lại tai ương. Tại hạ tự nguyện hy sinh thân mình, bước vào biển khổ để đẩy lùi cơn họa này. Nhanh lên, ít cho ta kéo con bê. Không xong, tiểu sư muội gặp nguy hiểm. Kêu gào cái gì hả? Với khí vận của sư muội ngươi, tất nhiên có thủ đoạn bảo mệnh. Vừa vặn là cơ hội của ngươi đã đến. Nếu là cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân thì ta hẳn là lập tức xuất hiện mới đúng chứ. Nếu không, tiểu sư muội sẽ chỉ càng gặp nguy hiểm hơn. Hừ, dĩ nhiên không phải rồi. Trước mắt cái này 80 tuổi đẹp trai tiểu tử, hắn muốn cứu nữ nhân này, dù chuyện này rất mạo hiểm, nhưng cổ khôn không cho hắn đi cứu người. Ngay cả khi ngươi cứu sống hắn, hắn cũng chỉ quan tâm đến Lâm ca ca có sao không, mà sẽ không thèm cảm ơn ngươi một lời. Vậy ta nên làm thế nào bây giờ? Ngươi trước đi cướp đoạt tiên kiếm, nhớ kỹ, tư thế xuất hiện phải đẹp trai và thật ngầu. Được rồi.
Người của Lý Gia ở đâu? Mau đến đây tập hợp. Sư huynh, bọn hắn nhiều người, ta đến giúp ngươi. Ngươi không cần ra tay. Lý Gia thiếu chủ, ngươi chẳng lẽ cũng muốn cùng chúng ta tranh giành tiên khí hay sao? Linh Nhi muội muội, chúng ta có nên đi hỗ trợ bọn hắn hay không? Giúp cái gì chứ? Khi hắn lấy được tiên kiếm sẽ tự mang đến cho ta thôi mà. Ha ha ha. Nghe đồn, kiếm thuật của Lý Gia trưởng tử có 102 thế hệ tuổi trẻ. Không nghĩ tới chỉ là cái thùng rỗng kêu to mà thôi. Mẹ nhà ngươi, còn kêu cái gì kiếm quyết đệ nhất? Chết hết đi. Ôi, Lý sư huynh đẹp trai quá. Tiểu sư muội, ta đã lấy được tiên kiếm rồi. Không ca, có phải màn trình diễn của ta rất ngầu phải không? Tiểu sư muội có phải là sẽ thích ta chứ? Đẹp trai cái rắm, ai bảo ngươi đi qua đó hả? Ngươi không phải để cho ta đi giành lại tiên kiếm rồi đưa cho tiểu sư muội hay sao? Đồ ngu, ta nói thế lúc nào? Bây giờ ngươi giao cho cô ta. Tin hay không, vừa quay đầu cô ta liền đưa thanh kiếm này cho tên phế vật kiếm tu kia. Vậy bây giờ ta phải làm gì? Nhìn bên kia, cô bé đó là người của nhà Lý mà, dáng người cũng không tệ đâu. Giao thanh kiếm này cho hắn đi. Nhưng tiểu sư muội, thằng ngu này. Sư muội, hãy cầm lấy thanh tiên kiếm này nhé. Hi hi, sư huynh người là nói thật sao? Nhưng sư huynh, thanh kiếm này quá quý giá rồi, ngươi cứ việc cầm lấy. Đợi chút nữa xong tu, ta vẫn còn cần sự trợ giúp của sư muội mà. Đồ khốn, trước kia hắn có đồ gì tốt, luôn sẽ đem vật đó cho ta. Nhưng mà bây giờ, hắn dám đem thanh tiên kiếm mà ta thích đi tặng cho người phụ nữ khác. Phí quá, nếu ta cũng có một thanh tiên kiếm, chắc là có thể vượt cấp khiêu chiến luôn rồi. Mà ở chỗ sâu của tà đạo giới, thánh chủ Thanh Nga dâng lên một giọt hồn huyết vào thiên kính. Sau đó, trên mặt bóng loáng của thiên kính bắt đầu lưu chuyển. Sắp xuất hiện rồi sao? Sắp rồi, hãy xem kỹ cảnh tượng này. Một ngày nọ, một ngôi làng vốn yên bình bỗng nhiên bị một sinh vật lạ tấn công. Các sinh linh sắp bị tiêu diệt, nhanh chóng tháo chạy. Bản đồ của đạo hữu vừa giao, ta đã ghi nhớ kỹ càng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau lên đường thôi. Ôi, đây là một viên cực phẩm tiên thạch quá lớn luôn. Hi 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 hi, tất cả những viên cực phẩm tiên thạch này đều sẽ là của ta. Hơn một năm không gặp, sức mạnh của Diệp Hạo đã tăng lên không ít. Trừ khi vận dụng át chủ bài, nếu không thì cơ thể hiện tại này vẫn không phải là đối thủ của hắn. Tất cả đều do thằng con vô dụng cổ khôn. Cuộc chiến tranh đạt thế giới thu hiện giờ vẫn rất gay go. Chắc chắn Diệp Hạo cũng đang chờ cơ hội. Phải tìm cách để hắn không chỉ không thể có được thế giới thụ, mà còn phải lãng phí một lần cơ hội sử dụng huyền thiên thần điện. Đã có cách rồi, hi 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 hi. Cậu ca là muốn luyện thạch phong thuật. Đừng vội, trước hết hãy đi cùng ta giúp Như Yên đoạt lấy miệt thị hắc diện. Hiện tại, thực lực của Liễu Như Yên ở Tam Thiên Đạo Châu cũng được xếp vào hàng ngũ mạnh nhất. Dựa vào băng phách tiên thể và sự tăng phúc của Linh Châu Chiều Vũ trên đầu, hiện tại ai cũng không dám lên trước cướp đoạt bảo vật. Nếu các người không nhúc nhích, vậy thì hắc diện này ta thu làm của riêng. Như Yên, anh đến giúp em. Anh Cổ Khôn, không cần phải để ý đến em, ở đây em có thể ứng phó được. Cổ Khôn nhìn qua mọi người, phát hiện ngoại trừ một con Nghiệt Long, những kẻ còn lại đều chỉ là hạng 2, hạng 3. Đám thiên kiêu cặn bã kia em hãy làm thịt đi, để lại con Nghiệt Long kia cho anh. Còn có tác dụng lớn. Ta đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua tên nào phách lối như vậy người. Hắn chỉ một mình, có gì phải sợ. Cùng nhau đến đánh cái này. Các huynh đệ, chơi trước hắn. Anh em, chơi nó. Kinh khủng như vậy. Ha 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 ha. Cái này trận chiến ta không sợ, dù sao ta cũng chả sao. Liễu Như Yên chỉ tung một chiêu đã đánh cho đám thiên kiêu hạng ba kia tanh bành, nhẹ nhàng tiến về phía bảo vật. Đúng lúc đó, đột nhiên từ hư không hiện ra một con hung long mang theo khí thế bao la, hướng về phía Như Yên đè xuống. Dám phá hư quy tắc, động thủ với đám hậu bối, bổn tọa làm sao để mặc cho người được như ý định. Chỉ trong thoáng chốc, tên cường giả đánh lén kia đã bị rớt chớp. Băng bạc sinh cơ từ thân thể vị cường giả biến thành đầy trời mưa máu kim huyết. Ôi trời trời, đó là cường giả mà, sao lại chết nhanh như vậy? Giá mà người chết là tên quái vật cổ tiên kia thì tốt biết mấy. Đáng ghét Liễu Như Yên, cái này cũng chưa chết. Đúng lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Cổ Khôn liền tung ra chói tiên liên, tạm thời khống chế lại diệt thế hắc liên. Cái này chỉ có thể giam giữ nó trong chốc lát, em hãy mau đem nó hấp thu đi nào. Cảm ơn anh. Như Yên há miệng ra nào, nuốt sạch và luyện hóa nó đi. Kaka, anh thô bạo quá rồi. Cái này tiện nữ nhân, con mẹ nó chứ, ai mà chịu nổi hả? Tiền bối, vừa rồi chúng ta đạt được vật phẩm tiên khí này, ngài có cách nào chuyển nó đến gần tên khốn Cổ Khôn kia hay không? Diệp Hạo, trước đây cổ tiên đã tha cho ngươi một lần, sao ngươi còn có ý định báo thù à? Mê mơ,
Cái này thiên vị cũng quá rõ ràng đi. Không sai, hiện tại hắn chắc chắn đã hối hận vì từ chối lời mời của cổ tiên. Đoán chừng sớm muộn gì, người tiền bối này cũng sẽ về phe với cổ tiên. Nếu không thể rất cổ khôn, thì rất chất Liễu Như Yên cũng được mà. Tốt xấu gì ta lúc sinh thời cũng là một vị tôn giả đấy. Thế mà tên tiểu tử này dám bất kính với ta như vậy. Đôi khi ta thực sự muốn đánh nổ cái tên này. Diệp Hạo, ngươi thật muốn làm thế à? Ngươi quên mất tình cảm hàng chục năm của ngươi và Liễu Như Yên rồi à? Ta còn nói đến cái quái gì tình cảm đâu? Là cô ấy khiến ta phải mọc sừng. Để cứu cô ấy, ta còn phải hy sinh tinh hoa vô giá của mình. Tất cả đều được tặng cho Thanh Nga Thánh Chủ cái kia diễn viên. Ai ngờ đâu, cô ta vậy mà chủ động đem trong sạch cho một người. Một tên lão gia hỏa, một tên có thể làm ông tổ của cô ta, một ông lão già nua vô cùng bỉ ổi. Tiền bối, ngươi cuối cùng sẽ giúp ta báo thù mà phải không? Cuộc tranh đoạt thế giới thật sắp kết thúc. Hãy chờ cơ hội rồi xông vào. Vậy ngài sẽ giúp ta báo thù chứ? Hãy nghe lời của ta. Vậy cuối cùng có giúp không? Đã sáng tỏ rồi. Chắc chắn là bà già này đã nghĩ cách đầu hàng bên kia rồi. Chỉ còn ba chúng ta. Chỉ cần các ngươi chịu từ bỏ, sau đó ta sẽ xin môn phái tặng cho các ngươi 2 kiện thánh khí. Đuổi ăn mày à? Nếu ngươi rời khỏi bây giờ, ta sẽ cho ngươi 100 kiện thánh khí luôn đấy. Ngươi tin không? Phản bội? Không có phản bội. Phản bội? Không có phản bội. Ngươi đừng chơi nữa, cơ hội đã đến rồi. Cùng nhau lên nào anh em. Các ngươi có tin ánh sáng không? Tên chó hoang này ở đâu ra vậy? Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Cái đéo gì vậy? Tai giống cái quạt vậy. Không người không quỷ. Tụi mày im miệng, tụi mày là đang đi đường âm phủ đó biết không hả? Xem đây, đổi cái skin, chói mắt cho tụi mày luôn đi. Thật ác độc, công pháp giấc người này. Ta cảm thấy gần như bị mù mất rồi. Tiền bối, nhanh lên bắt nó lại đi, ta sắp chịu hết nổi rồi. Khi Diệp Hạo cảm thấy mọi chuyện như ván đã đóng thuyền, đột nhiên Liễu Như Yên và Cổ Khôn ẩn nấp trong bóng tối xuất hiện. Ha 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 ha. Lại là hai cái này tiện nhân. Lưu lại là kiếp số, hoặc là không cần tồn tại nữa. Ngươi là ai mà dám nói chuyện với ta như vậy? Mê mơ. Lôi, đình tám nguyệt. Như ngạn tổ. Phong thiên tỏa định. Lại là chiêu này. Chẳng lẽ ta đã bị nhận ra rồi? Diệp Hạo, chạy mau. Nhưng ta sắp thu phục được món bảo vật này rồi. Họ chắc đã phát hiện ra ngươi rồi. Một khi không gian đã bị phong tỏa, ngươi sẽ gặp nguy hiểm đấy. Khốn kiếp. Ta sẽ ghi nợ này vào sổ nhỏ. Lần sau ta sẽ nhất định rớt chót hai cái tiện nhân này. Mới hù một chút đã bỏ chạy rồi. Trong lòng hắn đã bị ám ảnh đến mức này luôn sao? Kaka xin an tâm chờ một lát. Em sẽ luyện hóa nó rất nhanh thôi ạ. Sau khi luyện hóa cái hoa sen ghét bỏ đó, Liễu Như Yên lại càng thêm mạnh mẽ. Còn những người khác vốn đã trải qua một trận khốc liệt, tạm thời đều bị áp chế không dám lộ diện. Ta không có vận may như của nhân vật chính, vậy mà cũng có thể nhận được thế giới thuật. Chuyện này không phải là quá dễ rồi sao? Để phòng tránh sự cố, cổ tiên lấy ra một tấm phù cao cấp phong ấn phù cùng một tấm hủy diệt phù. Sau đó đem phong ấn phù cẩn thận ẩn giấu đi. Ngay khi cổ tiên định thu thế giới thụ vào trong không gian chữ vật thì sự cố không thể tránh khỏi đã xảy ra. Cầu tặc, đứng lại. Như Yên, Lý Huynh, nhanh lên giúp ta đuổi nó. Tốc độ này thật là khủng khiếp. Chẳng lẽ còn có một vị siêu cấp cường giả địa cảnh ẩn núp ở đây? Không phải địa cảnh, đó là một thần thú. Chắc chắn trời sinh cực tốc. Thật là xảo trá. Không ngờ kẻ cuối cùng chiếm được hạt giống thế giới thụ lại là hắn. Đúng là một đám mát còn dễ bị lừa gạt. Ha ha ha. Cổ tiên mọi người đuổi theo vào tới hành lang giới của dị vực. Cho đến lúc này, cổ tiên mới bật cười. Hẳn là ta phải cảm ơn ngươi. Mặc dù đều nằm trong tính toán của ta, nhưng không có ngươi, ta sẽ không nhanh như thế liền thoát thân. Còn về thế giới thụ này, nào có dễ dàng như vậy bị người cướp đi chứ. Hi 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 hi.